Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục đi bàn giao máy xay sắt gạo gia đình A3002C, máy xay nghiền sàng rung 3 cấp. Bây giờ chúng tôi đang test sắt lúa thành gạo ăn cho bà con. Máy sử dụng điện một pha, chỉ việc cắm điện vào và bỏ nguyên liệu vào, sau đó là chỉnh cữ sắt trắng. Khi nào mà gạo ra trắng đều, hết thóc và không bị vỡ thì chúng ta sẽ khóa lại và không phải chỉnh nữa. Máy cực kỳ dễ sử dụng, đơn giản và hiệu quả. Khi chúng ta đổ lúa vào thì máy chỉ sát một lần là có thể ra thành gạo sạch để ăn được luôn. Bà con có thể nhìn thấy là gạo ra rất đều và đẹp. Quay cận cảnh lại để cho bà con cùng xem. Đây, bà con có thể thấy là nhìn thấy gạo ra rất trắng, đều và ít vỡ. Quay sát vào em ơi. Rồi, xin mời bà con cùng xem hạt gạo từ máy sát của chúng tôi. Cái khúc đầu á với lại cái khúc sau cùng á nó sẽ có trấu. Nên khúc đầu á nó vừa ra ra cái nó hết trấu, cái bà chủ đổ lại là nó lên được. Rồi cái này á là nó không phải là cám đâu nha. Trấu mà. Nó là trấu với lại ít cám của nó chà cái này ra thôi chứ không phải là nó là cám. Muốn là xay cái này. Muốn là xay ra. Giờ lấy cái đó em nghiền cái ra thành cám được không? Chúng tôi tiếp tục test đầu nghiền, nghiền từ hạt thóc ra cho khách hàng xem và bà con cùng xem luôn. Với năng suất của đầu nghiền sắt gia đình mini này thì có thể nghiền được 1 giờ từ khoảng 60-80 kg, ra cái dạng sàng mịn thành cám để cho gia súc gia cầm ăn được luôn. Bà con có thể nhìn đấy, chú bỏ cái cám mà nãy với cái chấu lên nghiền luôn, để tí ra thành phẩm luôn, có thể cho gà thịt ăn được luôn cho nó ok. Hùng đỡ cái đấy cho chú. Đây là nguyên liệu chấu và cám mà cơ nãy là chúng ta sát gạo trắng ra, bây giờ chúng ta bỏ lên máy nghiền và nghiền ra luôn. Đổ ở đây. Cái gạo với lại cái ấy thì nó mịn hơn. Cái chấu thì vậy đúng rồi. Cái chấu thì nó còn cái chấu thì nó không mịn lắm. Chấu đằng sau thì nó khác liền. Nó khác. Đương nhiên chấu là phải nó biết rồi chứ. Còn đồng cái gạo với cái lúa ra thì cái ở này cám mà yêu cầu cái này khỏi lo rồi, nhưng mà chú chỉ sợ là gạo ra thóc nhiều thôi chứ chứ rồi đây không sao hết, chẳng chỉnh được hết.